được một cái ví tiền, bỗng nhiên một mảnh sắt rơi xuống, nhưng lại lơ lửng trên không. Cô cúi người nhặt, vừa chạm vào, cả người cô biến mất, rồi rơi bộp xuống. Phục vụ tiến lại gần xem, vô cùng ngỡ ngàng, ngẩng đầu nhìn, trần nhà vẫn bình thường, sao cô ấy có thể rơi từ trên xuống. Cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường, ngoài mảnh sắt kỳ lạ kia ra, họ không phát hiện thêm gì. Tiếp đó họ cẩn thận đem mảnh sắt cất vào hộp. Sự việc ly kỳ này khiến phía cảnh sát rất mơ hồ. Không lâu sau, trong một cánh đồng, phát hiện một chuyện kỳ quái hơn, một cô gái ngửa người lơ lửng trên không. Cảnh sát dùng tay thử thăm dò, cả người cô không hề có vật đỡ, đúng là quá kỳ lạ. Trong hình huống này, làm sao có thể bay lên được? Điều này Newton cũng không giải thích được. Cảnh sát cảm thấy chuyện này cùng mảnh sắt có lẽ có liên quan tới nhau. Đúng lúc này, Anna tỉ mỉ phát hiện không phải cô gái bay lên nhờ gió, mà là một loại sức mạnh thần bí đang hút lấy cô. Cảnh sát cẩn thận gỡ tay áo xuống, bỏ tay ra, quả nhiên cả người cô bay về một hướng, mấy người đi theo sau. Không lâu sau, quả nhiên phát hiện một cảnh càng đáng sợ hơn, có mấy cỗ thi thể cùng với cỏ dại đang xoay tròn trong không trung. Họ đem toàn bộ thi thể về, lúc này lại xảy ra chuyện, thi thể bỗng nhiên có ý thức nhưng lại không có mạch đập. Sau đó cảnh sát quay lại hiện trường, bắt đầu tiến hành điều tra diện rộng. Quả nhiên ở trong rừng cây họ lại phát hiện một cỗ thi thể, biểu cảm của khuôn mặt rất thanh thản. Lại đi sâu hơn thì thấy một hố lớn có vô số các khối sắt vụn. Cứ như vậy điều tra đến tận nửa đêm, đột nhiên trong rừng xuất hiện hai người lạ mặt. Cảnh sát lập tức giơ súng lên, hai người kia lại cho gì đó vào miệng rồi xuyên đến một hầm cầu, nhưng một trong hai người gặp sự cố xuyên không thất bại, bị kẹt trong cột bê tông. Hết cách, đồng bọn chỉ đành lấy súng tiễn anh về trời. Hôm sau cả thành phố bắt đầu phát sinh những chuyện quỷ dị. Tất cả đồ vật đều tự động di chuyển, giống như đi tụ tập giày đầm vậy, nhìn sờn cả gai ốc, thậm chí cả cái xe tải cũng bị hút đi. Cuối cùng những đồ bằng sắt bị hút lại thành một đống, tạo thành một vòng tròn khổng lồ, bao trọn cả thành phố. Nhóm người Anna nhanh chóng mang hành lý đến đây, chuẩn bị tiến hành nghiên cứu nơi này. Mark lấy vali ngăn một cái xe đạp lại, sau đó lấy máy dò ra để quét. Khi nhìn vào gương xe thì thấy có một người đang quan sát họ, nhưng lúc hỏi anh ta là ai, anh ta lại vô cùng kích động, nói cả nửa ngày cũng không biết tên gì. Anna cảm thấy anh ta bị khối sắt ảnh hưởng, chỉ đành bắt anh ta lại, nhưng không ngờ là chưa đi được mấy bước, lại nhìn thấy anh ta còn đang phá cửa xe. Khác nhau là quần áo anh ta dính đầy máu, chả nhẽ anh ta lại trốn ra. Đúng lúc này, chiếc thuyền phía sau di chuyển, anh ta nhân cơ hội cong cổ chạy, hai người lập tức đuổi theo. Cuối cùng Anna bắt được anh ta trong một nhà kho, nhưng phía Mark cũng bắt được một người giống hệt anh ta. Cái mé gì thế, chỉ một buổi sáng mà họ bắt được tận 3 người giống nhau. Sau khi điều tra là do khối sắt kia đã nhân bản anh ta, nhưng tại sao phải nhân bản người đàn ông này? Hai người mang đồ nghề đến nhà anh ta. Trong phòng, họ phát hiện dưới sàn nhà có một cái hố lớn. Họ chậm rãi đi xuống dưới kiểm tra, quả nhiên phát hiện khối sắt. Trên tầng có tiếng bước chân, Mark đi lên kiểm tra, nà ní cử đề, lại xuất hiện một người giống hệt anh. Cũng may Mark bình tĩnh, nhanh chóng giải quyết tên này. Sau đó, họ nhìn thấy có máu trong phòng, đi theo vết máu, đến bên ngoài vòng tròn, đồng thời tìm được người đàn ông gốc. Cũng đúng lúc này, từ trường đột nhiên biến mất, cứ tưởng cuộc sống đã trở lại bình thường. Kết quả giây sau, lại có việc kỳ quái xảy ra ở nơi đây. Trên thảm cỏ xuất hiện một tấm màn trong suốt đã thu hút được sự chú ý của cô gái. Từ xa nhìn tấm màn đó, chỉ cao 6,6m, vì tò mò, cô tiến đến gần màn hình, cúi người nhặt một viên đá, ném mạnh vào nó. Viên đá lại xuyên qua tấm màn, đang định đến gần xem, không ngờ phía sau lại có người, dọa cô té ngã. Sau đó Mark và Anna đến hiện trường, nhưng tấm màn đó đã biến mất. Nếu không phải có người quay lại, có lẽ sẽ chả ai tin nó có thật. Cảnh sát liên tục điều tra từ sáng tới tối, màn hình cuối cùng cũng xuất hiện lại. Anna thông qua thiết bị thử nói chuyện với người trong tấm màn, quả nhiên có thể nghe được tiếng của đối phương. Mark đi ra phía sau màn hình, nhưng nó chỉ mỏng như một tờ giấy. Sau khi đối thoại, người trong tấm màn không biết có chuyện gì xảy ra. Sau khi nói cho Anna biết họ tên và địa chỉ, liền biến mất cùng màn hình. Thông qua điều tra, đó là một cô gái đã mất tích từ 6 tháng trước. Hôm sau, họ đưa bố cô gái đến hiện trường. Bố cô gái nghi hoặc không dám tin con gái mình vẫn còn sống. Đến khi nghe đoạn ghi âm của con gái, run rẩy khóc nấc lên. Sau đó họ đứng ở chỗ cũ, đợi tấm màn xuất hiện. Quả nhiên, khi nó hiện ra, cô gái nói cô có thể nhìn thấy bố. Ông kích động hỏi, sao cô lại vào được trong đó? Cô trả lời, lúc cô đang đi ở bãi đỗ xe, vừa quay người, phát hiện chỉ còn lại mình cô. Sau đó cứ đi mãi thì nhìn thấy cái tấm màn này, còn nói, cô đã ở trong này mấy tiếng rồi. Điều này khiến họ ngỡ ngàng, rõ ràng cô đã mất tích 6 tháng. Lúc này, màn hình bắt đầu không ngừng nhấp nháy, sau đó biến mất. Họ biết rõ nguyên nhân là do những khối sắt, vì vậy họ dùng máy đem một khối sắt đến.
Quả nhiên màn hình lại xuất hiện, lần này họ đã có thể nhìn rõ diện mạo người bị nhốt ở trong. Đáng tiếc là, người ở trong vẫn không thể ra ngoài. Anna nghĩ ra, khối sắt này có khả năng xuyên không? Vì thế họ thử đem khối sắt để vào tấm màn, không ngoài dự liệu. Anna lôi những người ở trong ra, không ngờ bên trong lại nhốt nhiều người như vậy, khiến họ vô cùng kinh ngạc. Đây là bộ phim về những khối sắt kỳ lạ, mỗi một tập đều có một chuyện quỷ dị xảy ra, nhưng tất cả những chuyện đó đều do những khối sắt từ vũ trụ rơi xuống. Nếu bạn muốn xem điều kỳ lạ, đừng bỏ qua phim này nhé, và nhớ bấm like nha.